nhờ với cái phần thân như này. Mình sẽ chừa một khoảng ra thì mình sẽ làm, mình sẽ dán cái phần đầu nữa nhé các bạn. Mình sẽ dán lên sang lên kính này. Đây như thế này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm cái đầu nhé. Thì cái đầu của cái thiên thần này thì sẽ có hình tròn như các bạn. Thì các bạn cắt cho mình có hình tròn như này. Rồi ở bên trên này thì tí nữa mình sẽ dán cái tóc nhé. Nên là các bạn không cần phải cắt chuẩn cái phần đầu, không cần chắc cắt chuẩn cái phần đầu là hình tròn quá đâu. Bên trên mình còn làm tóc mà. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái phần màu cam này. Mình sẽ cắt cái đuôi lại như này nhé các bạn. Mình sẽ cắt cái phần màu cam này thành những cái phần tờ giấy nhỏ như này. Để mình sẽ làm cái tóc của thiên thần nhé. Cắt nó ra này. Đây mình sẽ cắt nó ra như này. Cái phần này mình cũng sẽ cắt ra này. Cắt ra này. Cắt như này. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái kéo nhé. Mình sẽ cuộn cái tóc này lại. Cuộn cái tóc này lại cho nó xoăn nhé các bạn. Thiên thần này thì có cái bộ tóc xoăn nhé. Mình sẽ dán lại như này. Sau đó mình sẽ cuốn nó lại như này nhé các bạn. Đây. Cuốn như lại như này thì càng xoăn thì nhìn nó sẽ càng đáng yêu nhé các bạn. Thì thiên thần của mình càng có cái độ đáng yêu nhé. Đây các bạn cứ cuốn càng xoăn càng tốt cho mình nha. Tiếp theo cuốn nó vào cho nó xoăn nhé. Cuốn nó vào như này. Tiếp theo này. Rồi cái phần tờ giấy này thì mình sẽ vừa làm sẽ vừa ước lượng xem là cái phần tóc này nó đã vừa chưa nhé. Thì mình sẽ sử dụng cái bút mực đen đã. Mình sẽ vẽ cái miệng cho cái cô gái thiên thần này nhé. Đây là cái phần mép này. Sau đó cô gái này đang cười như này. Được, sau đó mình sẽ cắt cho cô gái này cái mắt màu đen nhé. À, cái mắt màu trắng nhé các bạn. Hai cái mắt màu trắng này. Hai cái mắt màu trắng to và tròn nhé. Đây mình sẽ cắt thành hai hình tròn nhé các bạn. Cắt thành hai hình tròn như này. Mình sẽ thử để vào đây. Đây nhé, cái mắt nó sẽ khoảng to như này nhé các bạn. Mình sẽ dán vào, sau đó mình sẽ cắt thêm cái phần màu đen thì mình sẽ cho vào bên trong cái mắt màu trắng nhé. Không thì cái mắt không thể nào mà có màu trắng tinh như này được đúng không? Mình sẽ cắt thêm màu đen này. Mình sẽ gập đôi vào như này. Rồi sau đó mình sẽ cắt thành hình tròn bé nhé. Đây nhé các bạn. Đây sẽ là hai cái mắt ở bên trong của thiên thần của mình nhé. Mình sẽ dán vào như này. Mình dán vào đây. Tiếp theo mình sẽ dán vào đây nhé. Rồi đây là cái gương mặt của thiên thần của mình nhé các bạn. Mình đang bị dính keo vào đây và nó bị nhòe mất cái mũi của mình ra rồi. Tiếp theo thì mình sẽ dán tóc của cái thiên thần này lên cái đầu nhé. Đây mình sẽ dán lên đây. Dán tóc lên nhé. Dán tóc xoăn lên như này. Các bạn sẽ dán khắp đầu nhé. Tóc thì có khắp đầu đúng không? Mình sẽ dán cái đầu như này. Đây nữa nhé. Đây phần bên này nếu mà thiếu thì mình sẽ cắt thêm tóc nha các bạn. Tóc ở đây này. Tóc xoăn rất là đáng yêu đúng không? Thiên thần tóc xoăn. Cắt xuống đây này. Rồi tóc bên này mình sẽ dán xuống đây. Rồi và cái phần này mình sẽ thấy uốn cong như này. Mình sẽ để nó vào giữa như này để che cái phần mà bên trong mà mình dán nó vào nhé các bạn. Mình sẽ uốn cái này vào trong nữa này. Rồi sau đó mình sẽ dán vào cái phần mép này. Mép bên này. Và sau đó mình sẽ dán vào cái đầu như này nhé các bạn. Đây mình sẽ che được cái phần mà mình đã dán những cái tóc còn lại lên nhé. Và như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm một cái thiên thần đang ôm cái trái tim rất là đáng yêu như này rồi. Cảm ơn các bạn.